Xin chào tất cả các bạn ơi, hôm nay mình xuống lại giới thiệu các bạn một loại hạt giống nữa, ngô tím. Đấy. Đây rất nhiều, hôm nay ngồi của bác lấy nhiều ngô tím quá về, bác cái trồng bác thích ngô tím, bác lấy 80 gói về bác cái trồng, toàn bộ hàng của khách luôn. Đây các bác nhá, một gói như thế này là bên shop đóng gói là 10 gói một địch như này. Đây. Cứ 10 gói thì đóng trong một cái túi như này. Đó. Hàng thái các bác nhé. Một gói này được một tầm 100 hạt, cũng khá là nhiều chứ không phải là ít đúng không ạ? Đây. Đó, tên đây. Như này này. Các nhìn cái chữ ở bên trên của nó, cái chữ Dilamixit. Đó, hàng thái. Ngô tím bên khách của shop cũng đã trồng rồi và các bác ấy cho phản hồi rất là tốt, ra màu rất là đẹp. Cái ngô tím hay còn gọi là ngô lũ vàng, nó là một các bác nhá, nó là một tên gọi thôi, nhưng thực tế ra thì thông thường chúng ta hay gọi là ngô tím nhá, còn ngô lũ vàng các thứ thì mọi người có hay gọi như vậy thôi, còn thực tế tế ra nó là sẽ là ngô tím các bác ạ. Rất nhiều luôn.